Kính thưa thầy cô, thưa quý vị quan khách, kính thưa quý nhân hiếu, các bạn đồng nghiệp, kính thưa quý vị, mùa xuân đến đó là mùa của hoa nở, của vui tươi. Và hôm nay sẽ có một chương trình văn nghệ cho tất cả các anh chị em trong giới nha sĩ Sài Gòn cũng như các thân hữu có mặt. Và trước khi chính thức bước vào, chúng tôi mong rằng quý vị một lần nữa gửi một tràng pháo tay đến ban nhạc cũng như là nghệ sĩ, đó là những người đã góp hết sức và chính là những động viên chúng ta đêm nay. Kính thưa quý vị, một tràng pháo tay để mời anh Nguyễn Phúc Bảo Hiền và ban nhạc. Và để mở đầu cho chương trình văn nghệ đêm nay mừng xuân của Xuân Đinh Dậu sắp đến, một liên khúc xuân do nhóm nha sĩ khóa 71 sẽ lên đây để gửi đến cho quý vị những nhạc phẩm chúc mừng cho mùa Xuân Đinh Dậu sắp đến. Kính thưa quý vị, một tràng pháo tay để mời nhóm nha sĩ 71. Hey.
chị, mùa xuân đến, đó là mùa trăm hoa đua nở, mùa của chúng ta gặp nhau để gửi đến nhau những lời chúc tốt đẹp cho một năm mới sắp đến. Kính thưa quý vị, cũng như thế, nhạc sĩ Từ Công Phục muốn nhận anh Minh Khiết, một đồng nghiệp của chúng ta từ San Jose tới, anh muốn trình bày để gửi đến tất cả các anh các chị những lời chúc tốt đẹp nhất cho năm mới trong nhạc phẩm Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên của nhạc sĩ Từ Công Phục. Kính thưa quý vị, một tràng pháo tay cho anh Minh Khiết. Kính chúc các thầy cô, các anh chị một mùa xuân Đinh Dậu thật nhiều sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, may mắn và vạn sự an lành.
hãy ôm tròn tuổi xuân. Có một lần vui thôi em, đừng cho chiến lương tình ngọt ngào. Tình đột nhiên trên cao, xin em giữ kín cho lâu dài. Đã thầm trong tôi, cảm ơn các chị, cảm ơn các nhà. Kính thưa quý vị, đất nước chúng ta đã trải qua bao nhiêu năm trong cuộc chiến, đã có rất là nhiều những cái mối tình vẫn để lại những cái niềm không thể nào quên được. Và nhạc sĩ Trần Trần Thanh là một trong những người sản rất là nhiều những cái nhạc phẩm liên cận chiến tranh như thế. Ngày hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị một giọng hát rất là quen thuộc và rất là nổi tiếng ở vùng San Diego. Chúng tôi xin mời quý vị một tràng pháo tay để giới thiệu và chào mừng chị Tường Vân đến từ San Diego trong nhạc phẩm Chân Trời Tím của nhạc sĩ Trần Trần Thanh. Thưa quý vị, xin mời cô Tường Vân.
anh thương đưa em về nơi chân trời. Và đến năm 1930, với cái sự cộng tác và mở mang thêm của Cát Tường và Lê Phổ thì áo dài một lần nữa hiện nay đã tung bay khắp các nơi trên thế giới. Nói đến người Việt Nam, chúng ta hãnh diện có áo dài, và đặc biệt với nha sĩ Sài Gòn chúng ta đêm nay các chị cũng sẽ rất là rực rỡ trong tất cả những cái màu áo dài. Kính thưa quý vị, một tràng pháo tay cũng chào đón đoàn áo dài của nha sĩ Sài Gòn. Thank you.
Kính thưa quý vị, một lần nữa cảm ơn màn trình diễn của nhạc sĩ Sài Gòn Trong Áo Dài. Chúng ta có thấy rõ ngay đến nhạc sĩ cũng mới phải nói đến áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc, áo nàng xanh anh mến lá sân trường. Thưa quý vị, đó là chúng ta áo dài nên nổi tiếng cả trên thế giới. Nói đến Việt Nam là phải nói đến chiếc áo dài. Và thưa quý vị, tôi xin được mời chị Kim Loan để giới thiệu các chị có mặt trong cái buổi áo dài hôm nay. Xin mời chị Kim Loan. Kim Loan xin kính chào đến tất cả quý vị. Để bảo tồn nền văn hóa của Việt Nam, nhóm áo dài nha khoa của chúng tôi xin để kết hợp nhiều thế hệ của nền nha khoa Việt Nam. Và chúng tôi xin giới thiệu trước hết là cô Kim Tước, là một vị giáo sư lớn tuổi, nhưng mà quý vị thấy là cô rất là năng động và rất là còn hiểu hiểu. Tiếp đến là chị Tư Mai. Chị Tư Mai Tư Mai người đẹp, mà mặc dù năm rồi chị Tư Mai có hai cái tăng lớn nhưng mà cũng rất là nhiệt tình để tham gia trong cái đội áo dài. Và sau đây là Hoài Hạnh. Hoài Hạnh là người trẻ, một nha sĩ học ở UCLA, đại diện cho nhóm UCLA. Và sau đó là Mỹ Phương. Mỹ Phương, cô Mỹ Phương này là nhất định là bảo trì truyền thống nha khoa, thành ra là có người nhất định là lấy một người chồng là nha sĩ, con cũng là nha sĩ, mà sau đây là cũng bắt một rể là nha sĩ luôn. Từ sau đó là Thanh Hằng. Thanh Hằng đại diện cho nhóm USC, người có nụ cười thật là duyên dáng. Quý vị nào mà có muốn quảng cáo cho nha khoa nhờ Thanh Hằng chụp hình. Và cuối cùng là chúng tôi là Kim Loan. Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, thấm thoát hơn 40 năm nay chúng ta rời xa quê hương đất nước, hôm nay gặp lại rất là nhiều thầy cô và các bạn, có một đôi chút cảm bâng khuâng, đó là tháng năm xa dần thời hoa mộng, tóc sương đến gần với tuyết sương. Và như một nhà thơ khác có nói, ngày hôm nay chúng ta ở đất Bon Chen, cái thực lăn theo ngày sống vội, cái mộng tan theo cái thấp hẹp. Ngày hôm nay chúng ta hòa một cái không khí rất là vui tươi thân mật, chúng ta đến đây để nhìn, để gặp lại nhau, gặp lại tất cả các bạn, các thầy cô. Và giống như thế chúng ta phải tưởng tượng đến một cái không khí rất là vui tươi và đầm ấm, như nhạc sĩ Phạm Duy muốn gửi đến cho chúng ta nhạc phẩm Tiếng Sáo Thiên Thai. Đặc biệt bản nhạc này sẽ được chị Kim Loan trình diễn. Kính thưa quý vị, một tràng hót tay để mời chị Kim Loan trong nhạc phẩm Tiếng Sáo Thiên Thai.